Xin chào tất cả cô bác anh chị và các bạn. Thời gian vừa qua thì em có hướng dẫn cô bác anh chị chúng ta chăm sóc cái cây hoa hồng. Thì em có chia sẻ cho cô bác anh chị những cái sản phẩm mà em dùng để em chăm sóc cây hoa hồng của em. Thì sau khi cô bác anh chị xem video, cô bác anh chị không mua, cô bác anh chị làm theo thì hiệu quả nó rất là tốt cô bác anh chị. Những cái sản phẩm mà em chia sẻ cho cô bác anh chị ấy, thì nó bán rất nhiều trên mạng cô bác anh chị. Em chia sẻ những cái sản phẩm trên mạng để các bạn chị dễ dàng tiếp cận và có chị mua đấy. Vì vậy là các bạn chị có thể lên các trang như là Shopee này, trang thương mại điện tử lớn ở Việt Nam mình như Shopee này, Sen Đỏ hay là Lazada đó các bạn, thì các bạn chị có thể hoàn toàn có thể mua được những sản phẩm đó rất dễ. Tuy nhiên ấy, có rất nhiều các bạn chị chúng ta là những người cao tuổi, các bạn chị thứ nhất là không sành với lại cái việc mua sắm trực tuyến, và cũng có một số các anh chị là chúng ta nghi ngại việc mua hàng qua mạng hay bị lừa các anh chị, họ gửi hàng không đúng hoặc là hàng kém chất lượng. Đấy, vì vậy các anh chị có nhờ em mua hộ. Thì trước đây thì em có dùng cái tài khoản mua hàng trực tuyến trên Shopee của em ấy, em mua hàng xong em chuyển về địa chỉ của các anh chị, thì các anh chị chỉ cần thanh toán cho cái người vận chuyển là xong thôi. Đấy, tuy nhiên nên là nó có một số cái vấn đề nó xảy ra mà sau này thì em có chia sẻ với các cô bác chị thì cô bác chị rất đồng ý. Bởi vì thực tế như này, những cô bác chị mà chúng ta chơi cây là người mới, thường cô bác chị là chỉ chơi những cây nhỏ và cành chiết, thậm chí là nó có rất ít chậu, chỉ cỡ dăm bảy hoặc 10 chậu thôi. Đấy, vì vậy là mỗi một lần cô bác chị mua ấy, em đặt hàng cho cô bác chị ấy, ở trên mạng ấy, thì cô bác chị chỉ mua có một hoặc hai sản phẩm cho một loại thôi. Ví dụ là cô bác chị chỉ mua một nọ confidor thôi. Đấy, nó không giống em là em dùng nhiều thì em mua cả hộp thì cái cước vận chuyển của nó rẻ các anh chị. Đấy, các anh chị chỉ mua một lọ Confidor thôi mà cước vận chuyển một lọ Confidor về nhà cho các anh chị thì cũng mất khoảng 20.000 đến 30.000 các anh chị. Đấy, mà không phải là mua một chỗ mà được tất cả các sản phẩm các anh chị muốn. Ví dụ các anh chị muốn là mua mua Radian để trị bọ trĩ này, các anh chị lại chỉ mua một hai gói thôi. Đấy, các anh chị nhờ em đặt hộ thì lại chỉ đặt một hai gói thôi, hoặc là Confidor cũng vậy này, hoặc là test sale để trị nhện này. Đấy. Hoặc là Anvin này, các anh chị này, Anvin để này để chị lấm này. Đấy, thì chị chỉ mua một hai gói mà lại một cửa hàng đấy nó lại không bán đủ, vì vậy là cứ phải nhặt 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 ở nhiều shop. Thì mỗi một một sản phẩm đó khi gửi về là nó gửi riêng lẻ các anh chị. Vì vậy là mỗi một sản phẩm đó là nó mất 20.000 tiền vận chuyển. Vậy mua 10 loại thì nó mất từ 200 đến 300.000 tiền vận chuyển. Mà trong khi đó tính tổng đơn hàng vào nó chỉ có 200 nghìn thôi các anh chị. Tức là mất luôn cái giá trị bằng cái giá trị của sản phẩm mình mua luôn. Đấy, thì đợt này thì em gom được đơn của cô anh chị. Rất nhiều cô anh chị nhờ. Đặc biệt là vừa rồi cô anh chị nhờ em mua hộ cả những cái sản phẩm kích rễ này, L3M này, hay là thấm sâu này. Đấy, đặc biệt là cái thấm sâu này thì rất khó mua này. Thấm sâu thì do Việt Nam sản xuất. Tuy nhiên nên là cô anh chị, là miền Nam nó sản xuất, họ sản xuất. Vì vậy là các anh chị chỉ mua một lọ thấm sâu này thôi mà vận chuyển từ trong Nam ra thì cước gần như nó bằng luôn cái giá trị của lọ thấm sâu này luôn. Thấm sâu là 50.000 một lọ mà vận chuyển mất khoảng 30.000 đấy. Vì vậy là vừa rồi là em đặt nguyên một kiện này các anh chị này, chở từ trong Nam ra đấy. Vì vậy các anh chị nào mà không mua được, các anh chị có thể liên hệ đấy, Antolix đây các anh chị. Đấy. Đợt này em sẽ lấy rất nhiều, em lấy tổng kho luôn các anh chị nhá. Đấy, em lấy tổng kho luôn. Rất nhiều các anh chị. Đây, bộ ba bón lá đầu trâu đây các anh chị. Hàng ở kho thì không sợ hàng đẻo các anh chị. Và cái quan trọng hơn nữa là em sẽ gom được cái đơn. Em sẽ gom được cái đơn của các anh chị lại thành một đơn. Tức là thay vì là họ sẽ đóng lẻ từng từng sản phẩm này họ gửi cho các anh chị, thì bây giờ em sẽ gom tất cả lại. Radian này, Confidor này, hay là Pet Sale này, Test Sale này. Đấy. Vào một đơn và một cái hộp như vậy. Xong rồi cân lên rồi gửi thôi các anh chị, cân lên thì người ta họ tính cân thôi. 20 đến 30 nghìn một cân. Đấy. Vì vậy là thay vì mất 300 nghìn thì bây giờ chỉ mất có 30 nghìn thôi các anh chị. 30 nghìn tiền vận chuyển thôi. Đấy là cái ưu thế khi chúng ta mua hàng chung không anh chị. Và giá thì chắc chắn là thấp hơn nhưng các anh chị nhá. Do em lấy ở tổng kho này. Đây này các anh chị, nói cả kiện luôn này. Cái dễ L3M. Đấy, hay là Pet Sale đây, vánh cả lô luôn. Đấy, đầu trâu kia. Hay là thấm sâu đây.
giá chắc chắn nó thấp hơn thị trường các bác chị nhá, do mình lấy được nhiều, lấy lượng lớn. Đấy, vì vậy giá sẽ thấp hơn, đặc biệt là gom được đơn lại, vì vậy là giảm cước vận chuyển cực kỳ nhiều. Đấy, thay vì mua 10 loại mất 300.000 tiền vận chuyển các bác chị. 10 loại riêng biệt ấy mất 300.000 tiền vận chuyển thì bây giờ sẽ chỉ mất khoảng 30.000 thôi, đỡ được 270.000. Mà với các cô bác anh chị là những cái người cao tuổi dùng 300-270.000 đó thì không mà chăm sóc cây cho một năm, bởi vì cô bác anh chị có nhiều cây đâu, có 5-6 chậu rồi. Đấy. Và cái quan trọng hơn nữa là em sẽ lấy những cái sản phẩm ở trong lọ. Em lấy ví dụ như Anvin nhé. Anvin này, Anvin nó có gói các bác anh chị. Anvin là thuốc trừ lấm này, nó có gói này, nhưng mà em sẽ lấy lọ để các bác anh chị tiện, các bác anh chị chiết nó ra. Một gói Anvin đó khi xé ra là sẽ pha với bình 16 lít. Tuy nhiên ấy, là 16 lít đó là phải phun cho gần 200 cây hoa các bác anh chị. Mà các bác anh chị có 5-6 cây thôi thì bây giờ thì xé một gói đó ra thì dùng không hết, để thì không được các bác anh chị. Xé gói ra bắt buộc phải dùng hết, còn nếu mà dùng không hết để nó sẽ không có giá trị chữa bệnh nữa đâu các anh chị, nó biến chất. Vì vậy là em sẽ lấy những cái lọ để các bác anh chị dễ sang chiết, tức là các bác anh chị chỉ cần 1 ml, các bác anh chị cần chọc cái xi lanh vào cái là các bác anh chị có thể rút được nó ra thôi. Đấy, chứ không phải là xé một lọ hoặc là xé một gói ra. Hay là những cái Antolix này, thế này. Antolix nó có cái loại mà loại gói các bác anh chị nhé. Đấy, tuy nhiên là em sẽ lấy cái lọ. Đấy, lọ này nó khoảng em cũng chưa tính giá đâu, nhưng mà cũng chưa xem giá đâu. Thì lúc nào các bác chị cần, các bác chị chỉ cần chọc cái xi lanh vào đây là các bác chị chiết nó ra được này. Rồi các bác chị đóng nắp lại là các bác chị bảo quản được. Nhưng cái gói Antolix mà xé ra mà không dùng hết thì chỉ có bỏ đi thôi các bác chị, không làm gì được. Đấy. Thì vậy là cái vấn đề là chúng ta phải tính về kinh tế các bác chị. Em dùng nhiều lắm, cái cỡ mà một bộ đầu trâu các bác chị nhé, một bộ bó ná đầu trâu này. 501 này. Đấy, em có 501, 701, 901, hiện tại là em không thiếu cái món gì các bác chị nhé. Chỉ thiếu phân gà mới super lân mới kali thôi, mấy cái đấy nó nặng lắm thôi, thì vụ đấy tính sau đi. Em chỉ mua hộ của ba anh chị những cái sản phẩm mà nó nhẹ nhàng thôi. Một cái bộ đầu trâu này em chỉ phun một lần là hết thôi, nhưng có ba anh chị có thể dùng một năm, bởi vì có ba anh chị không 5-6 chậu thôi. Nhưng em mấy trăm chậu thì em phun thì cái cỡ nọ đầu trâu này em chỉ phun 3-2 bình thôi là hết. Mà một nứa thì em phải phun ba, mỗi một lần phun em phải phun 3 bình các bác chị, tức là mất một nọ rưỡi đầu trâu này các bác chị này. Đấy, tuy nhiên là các anh chị ít thì các anh chị lấy vài gam thôi, em mỗi lần em phun cả lạng. Đấy. Đấy là cái video hôm nay em xin chia sẻ các anh chị. Còn các anh chị nào mà cần sản phẩm gì mà chưa mua được, không mua được, hoặc là muốn em gom đơn hộ để cho nó giảm giá lại thì các anh chị có thể liên hệ với em cái số trên cái số điện thoại trên màn hình ấy. Kết bạn Zalo xong đó các anh chị nhắn tin thì em sẽ kiểm tra cái cây của các anh chị, rồi em sẽ tư vấn cho các anh chị, rồi em gom đơn em nhờ vợ em nó đóng hàng nó gửi đi cho. Thật ra là mình, bây giờ mà đóng hàng mới là khớt được các anh chị này. Chỗ này là 100 đơn nữa các anh chị. Các anh chị có 100 các anh chị đang nhờ em lấy hộ 100 đơn đấy. Từ trước đến giờ nhá các anh chị nhá. Đấy, bây giờ mà đóng 100 đơn này thì chỉ có vợ em nó đóng được thôi, còn em không có cái tính kiên trì đấy. Em chỉ ra chăm hoa thì em ham thôi, chứ còn đóng hàng này thì chịu. Đấy, vì vậy các anh chị nào cần các anh chị cứ liên hệ, xong đó thì em sẽ nhờ vợ em nó gom đơn nó đóng lại nó gửi cho anh chị. Video em xin dừng lại đây thôi. Xin chào tất cả các anh chị nha.